ba người phơi nắng nguyên ngày nay luôn hả? Ừ. Thấy thương không? Cực khổ quá. Chung là cái nghề mà làm vườn làm hoa kiển này nè cả nhà, là nói chung là cái thời điểm này là gần Tết đó là mình xuyên suốt là ở ngoài trời nắng không cả nhà ơi. Làm những công việc này là ở ngoài nắng không nguyên một ngày luôn. Hello. À, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay cũng gần Tết rồi cả nhà ơi. Thì thời gian mà gần đây là mình cũng bận quá cả nhà ơi. Không biết cả nhà mình dạo này gần Tết cả nhà mình gia đình có bận không ha. Thì hôm nay thì nhiều cũng không có làm clip gì hết cả nhà ơi. Thì nhiều cũng muốn chia sẻ cho cả nhà là lý do mà thời gian gần đây đó mấy anh em mình không có ra những clip mới trong thời gian dài đó cả nhà. Thì mong cả nhà cũng thông cảm nha. Cho cái thời gian Tết này đó là gia đình mình rất là bận luôn. Cũng làm do là công việc mình làm là hoa kiển này cả nhà. Chứ mình cũng đi làm đó nên không có thời gian để mà ra những clip mới cho cả nhà mình cùng xem nữa. Thì mình thì không biết sao chứ còn để coi tranh thủ mà cái dịp Tết này đó mình cũng làm để có thu nhập kinh tế dẫn mình trang trải cuộc sống mình trong những ngày sắp tới, ngày Tết sắp đến đó cả nhà. Thì như cũng chia sẻ cả nhà là trong thời gian gần đây mình lo bận công việc nhà cho nên không ra clip được. Lý do mình ra không được clip mới đó là mình phải đi làm, rồi mình làm những mà gia đình mình có trồng hoa Tết đó cho nên là mình cũng mà tranh lo làm công việc chính là trồng hoa nên là không có thời gian để ra những clip mới. Sau đây thì nhiều mình sẽ chia sẻ sơ về cái công việc mình làm trong thời gian vừa qua nha cả nhà. Cả nhà xem clip mà cũng thông cảm cho nhiều nha. Lý do là nhiều không ra được clip hay trong thời gian này á. Cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ cho kênh của mình, luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh của mình đến thời điểm này. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mà sau đây mời cả nhà cùng mình xem sơ sơ về cái công việc của gia đình mình làm hàng ngày trong cái dịp Tết này nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem nha. Đây này cả nhà ơi, thì chiều hôm nay này có mẹ của mình với hai người chị hàng xóm mình lại làm hoa tiếp này cả nhà. Là công việc mà Tết thời gian gần đây do lý do là mình không ra clip được, lời lý do là mình phải trồng hoa kiển Tết với gia đình mình nữa. Đây có mẹ mình với hai người chị thôi. Đang cầm cây vô cái chậu hoa vạn thọ. Tết này trồng hoa này không cả nhà ơi, có hoa vạn thọ mà năm nay không có trồng nhiều nữa. Rồi, cái này thời gian bận quá không ra được clip nào chứ. Ủa hết mấy này nó hết luôn chưa mẹ? Khúc này nó hết luôn hả? Sáng ngày sáng anh ba rồi nhưng tí đi hết xe hả? Đây là cái giai đoạn quan trọng nhất luôn nha cả nhà. Phải cái chậu hoa mình phải cầm cây về cho cứng nha cả nhà, nó mới đẹp. Với lại mình chắc lên trên xe nó nhờ có mấy cái cây này nè, nó mới kèm được cái bộ mà nó mới chắc được. Chị ba sáng làm được nhiêu trâu chưa ba? Không biết nữa. Quá nhiều, quá nhiều nhá. Không xể nổi. Lên một xe rồi đó. Lên xe hả? À? Nguyên ngày nay luôn. Ba người phơi nắng nguyên ngày nay luôn hả? Ừ. Thấy thương không? Cực khổ quá. Như chung là cái mà chị cái cục rồi. Dạ. Khen chị ba một tiếng rồi. Ôi chị ba rất là giỏi nha cả nhà. Chết chị ba luôn. Chung là cái nghề mà làm vườn làm hoa kiển này nè cả nhà. Là nói chung là cái thời điểm này là gần Tết đó là mình xuyên suốt là ở ngoài trời nắng không cả nhà ơi.
làm những công việc này là ở ngoài nắng không nguyên một ngày luôn. Chắc chết kìa, anh bà quá. Dạ. Một anh thì dẫn đi công việc, một anh thì dẫn đi làm công việc hả? Anh thì đi làm, còn anh kia thì dẫn đi dập vòng. Dạ, phải dẫn đi làm công việc chị trên. Đây là hai người chị hàng xóm của mình phụ với mẹ mình làm yên ngày nay đó cả nhà. Anh lại gượt cưng nghe nhiều. Dạ. Làm sao mà anh ba lại gượt cưng đó. Tối nhảy nó nhả đâu sao gượt. Gượt thì nó ở đi tối tối chút mới gì á. Có ngoài đường nhìn đâu. Nó chạy ngang đó. Đây nó bị tối. cái lỗ đó là sớm qua chuyển ra đó hả mẹ? Chung là miên cái chỗ này là nó liền qua đó là mình trồng là bông bít lít hết luôn nha cả nhà. Lý do nó bị mắc lỗ đó là hồi sáng chiều qua mình chuyển ra ngoài sân đó, nãy cả nhà cũng có xem nó là một mớ qua đó đó. Rồi sáng mình đã lên một xe rồi, chở qua chợ cho tí mình bán bên chợ đó. Do thời gian lúc đó nó bận quá mình cũng không có quay lại cho cả nhà mình cùng xem cái lúc mà chuyển bông lên xe rồi đem qua chợ luôn, mình cũng không có ở nhà luôn. Như thời gian gần đây mình đi làm công nhân nó công việc nó bận quá mình cũng ít có ở nhà nữa. Để mình quay sơ gần cái bông mấy đằng kia cho cả nhà xem nha. Quay mấy chị lên màn hình nhưng mấy chị mắc cỡ quá. Quay qua mấy cái chậu bông bên đây này nha, cho cả nhà xem hoa mình nó nở là ngay Tết luôn, qua vạn thọ. Với cái mô hình mà trồng hoa của tí mình nè cả nhà, về nó cũng rất là đỡ mà chi phí nữa cả nhà, rất là đơn giản luôn, không có trồng vàng gì hết, chỉ là làm cái màng phủ như thế này nè. Đó, rồi mình để thoát nước thôi chứ mình cũng không có ai vàng gì là đóng vàng như là những cái mô hình khác là rất là tốn kém. Đây là gần bên đây cho hoa nó đẹp, bên đây nó đẹp hơn quá trời bông nhiều luôn cả nhà. Đây là hoa vạn thọ mà vàng, vạn thọ Pháp. Chung là hàng năm là trồng rất là nhiều luôn, hôm nay do ảnh hưởng của dịch đó cho nên là tía mình gia đình mình trồng cũng không có nhiều nữa, trồng chỉ được có 1/3 của hàng năm thôi. Mai hả mày? Ừ. Có em cũng tính trồng mai rồi. Ở cái khu vườn ở phía sau em này nè. Và em cũng tính trồng mai nữa. Chắc qua tới em cũng kiếm mai về trồng.
đang kiếm mai trồng. Mai mà bị không? Sợ như vậy không đi hành đó không à? Mai bị không? Tôi trời ơi, tôi mai tôi mua có hình nó trơn rồi mà tại ổng không có thỉa mà thỉa đánh mình đó. Ừ. Nó không có đẹp thôi. Tôi kêu ổng cái thuốc xịt đồ rồi biết nó làm sao không? Mai chạm đất xịt. Sẽ thốt thân rồi nó mới mai lớn, nó như cái bảy chứ cái chồng nó ngoái bên đất tôi tua đó. Bà nghĩ đi. Bên đất của tôi tua đó, ta mướn đất ta chọn nó ngoái này bàn kia mới còn mới cắt tàn đấy đó. Cắt nó mới ra tàn tròn. Có đất có hình hết trơn. Có cái là cái cũng như cái tàn mà không có sửa được tàn. Mình về mua mà đúng vậy, về cũng cắt tàn bỏ. Mua thì lấy tàn mà thốt thân nó không vô. Đúng rồi. Mình ít có thốt thân thì nó không vô, nó lẻ khác. Này là qua dạng họ qua cúc họ cúc mai rằng. Cái nhà xem hoa nó đẹp không cả nhà nè. Đỏ đỏ vàng vàng. Đó. Này là mai mốt mình qua chợ mình bán luôn chứ là chuẩn bị đem qua chợ luôn nè cả nhà ơi. Đây là mấy cái chậu đây là cắm cây sẵn luôn rồi. Đây còn mớ ở đây nữa. Nói chung là hôm nay đó cả nhà mình chỉ có cái chút xíu mà chia sẻ cho cả nhà là lý do thời gian vừa rồi mình không có ra được những clip mới đó cả nhà. Mong cả nhà cũng thông cảm và ủng hộ cho kênh của mình nha. Thì nói chung thì năm mới thì nhiều cũng chúc cho cả nhà mình được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn luôn làm gì được nấy, thành công trong năm mới nha cả nhà. Thì kết thúc video này thì nhiều chỉ chia sẻ cho cả nhà là được có thời gian mình bận quá nên không ra clip mới thôi. Thì mình xin được dừng clip đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ cho kênh của mình nha. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.